Uh, xin chào các bạn học sinh thân mến thì hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách sử dụng dạng bị động hiện tại tiếp diễn thì ví dụ như chúng ta nhìn câu ví dụ trong uh, hai câu này đây là hai câu chủ động khi nói về việc là chúng ta thực hiện một cái việc gì đó bây giờ chúng ta sẽ cùng phân tích uh, ví dụ như ở đây trong câu này ta thấy đây. are building a new hospital in the town. Như vậy câu này nó có bốn thành phần. Một là chủ từ, hai là động từ. Cộng động từ này được chia ra là của dạng tiếp diễn có amia cộng động từ thêm in và một đối tượng là đang xây dựng cái gì? Đối tượng đang xây dựng đây là một cái bệnh viện mới ở đâu? Ở đây là nơi chốn nè, place nè. Cái câu số 2 chúng ta cũng xác định chủ từ là she và đang thực hiện hành động là chồng trong cái gì some trees đối tượng ở đây in the garden behind her house ở đây cũng là nói về nơi chốn à, khi mà chúng ta phân tích được những cái thành phần này trong câu vậy thì chúng ta sẽ dễ chuyển câu bị động hơn à, bây giờ cũng từ cái câu này nhưng mà người ta muốn nhấn mạnh cái à, cái đối tượng được thực hiện ra đầu câu à, chứ chúng ta à, tức là nói dạng bị động á người ta sẽ đảo ngược ra này a new hospital is being built in the town by them. Như vậy thì ở đây các bạn thấy khi mà người ta nói ngược lại cái bệnh viện mới được xây thì lúc này nó có sự thay đổi trong cái cụm động từ này. amea tại vì sao trên đây người ta dùng a là bởi vì người ta dựa trên cái chủ từ đây cho nên người ta dùng a. Còn đối với cái câu ở dưới này thì người ta dùng là is being is là bởi vì đây là chủ từ này là một cái bệnh viện mới cho nên người ta dùng y và để thêm dạng bị động thì người ta thêm be in vô và động từ chính ở cột 3 à, đây là mặc định be in là mặc định này nó phải có và chúng ta thay đổi am yêu a ở đây vậy người ta nói ngược lại một số cây được đang được trồng đang được cầm nha khi các bạn thấy cụm mà am i a b in cầm cho động từ v 3 id mình sẽ hiểu là đang được thực hiện do ở đây là sum tree là số nhiều cho nên các bạn dùng a và cái yếu tố là b in bắt buộc phải có và động từ chính ở v 3 hoặc id bởi vì thằng này nó có quy tắc cho nên các bạn thêm đi nha vậy là mình đã thành lập được cái dạng bị động của hiện tại tiếp diễn bằng công thức là chủ từ bị động À, chủ từ bị động Tức là một cái đối tượng được thực hiện Có thể là người hoặc có thể là vật Và chúng ta thêm am Y hoặc là a Và cái yếu tố phải có là being Đang được Và cộng cho động từ chính ở cột 3 Y đi à. Cái câu này cũng vậy thôi My mother is cooking dinner At this time yesterday Mẹ tôi đang nấu ăn Đang nấu bữa tối vào giờ này ngày hôm qua, chắc là cái câu này lộn rồi, vậy mình chuyển thành uh, at the moment đi, at the moment, cái câu này nó nó cho lộn thời gian rồi, ở đây cũng vậy ha, uh, at the moment, just uh, at the moment, tôi dùng lại at the moment, cái câu này nó nhấn mạnh bởi ba ma mình không bỏ là bởi vì cái người Thực hiện cái hành động đã được xác nhận rồi, đã rõ rồi. Cho nên mình sẽ để by my mother ở đây. My mother is cooking dinner at the moment. Mẹ tôi đang nấu ăn ngay bây giờ. Thì mình nói ngược lại là bữa ăn tối đang được nấu bởi mẹ tôi ngay bây giờ. À, thì đó là cái ý là chúng ta tại sao chúng ta không bỏ by my mother là bởi vì nó là một cái người thực hiện đã xác định rồi. À, và để cho các bạn dễ nhớ hơn thì ở đây mình thành lập thành công thức như thế này cho các bạn nhớ. Đầu tiên chúng ta sẽ tìm cái đối tượng được thực hiện trong câu để chuyển thành cái chủ từ bị động. Mà mình hay gọi là... mình hay ghi là us. Bị động á. Cho mấy bạn dễ hiểu thôi. Và sau đó là am, i hoặc là are. Tùy vào cái chủ từ phía trước. Và một cái yếu tố mặc định phải có là being. Để ý nói là đang được. Và... V3 là cái động từ chính mang nghĩa của câu sẽ được để ở dạng ID hoặc là ở cột 3. Thì ở đây mình cũng nhắc lại cho các bạn nhớ cái cách để chuyển từ một câu chủ động sang câu bị động. Đầu tiên các bạn phải phân tích câu như trong trường hợp này. Các bạn phân tích đâu là chủ từ, động từ và coi coi động từ nó ở thì nào. Và đối tượng thực hiện được thực hiện trong câu là cái đối tượng nào. Và những cái thành phần khác, ví dụ như trong câu 1 In the town là thành phần này chỉ thời gian Còn ở đây là in the garden, behind her house à, xin lỗi, hai chỗ này đều chỉ nơi chốn Đây là những cụm chỉ nơi chốn Cho nên chúng ta thường bỏ ở cuối câu à, Sau đó các bạn xem coi nó ở, cái động từ nó ở thì nào Thì các bạn chuyển theo công thức đã học à, Ở đây thì mình sẽ cho các bạn là làm quen với ba dạng câu câu khẳng định câu phủ định và câu hỏi thì câu khẳng định như hồi nãy mình đã học rồi am ia I, be in cộng động từ v 3 đi. còn để thành lập dạng phủ định thì các bạn thêm not vô theo sau động từ to be và có thể viết tắt bình thường am not thì không viết tắt còn is not có thể viết tắt thành isn't ha is not thì viết tắt thành isn't còn are not thì các bạn có thể viết tắt thành aren't. Đó. Rồi, dạng câu hỏi thì các bạn thấy nè. Ở đây dạng câu hỏi thì cái chủ từ nó... thì cái chủ từ nó sẽ đứng ở giữa am y hoặc a nè, ở đây các bạn thấy nè. Và am y a sẽ đứng chuyển ra phía trước. À, ở chủ từ thì nó sẽ thành lập được câu hỏi. Mà các bạn thấy nếu như ở câu hỏi này không có từ để hỏi nào thì mình hiểu là có phải hay không. Thì câu hỏi này thông thường người ta trả lời là yes hoặc no, cho nên người ta gọi là yes no question. Câu này mình tạm hiểu là có phải một ly cà phê đang được uống bởi bạn Thịnh không? Còn ví dụ như từ để hỏi a cup of coffee, à, ly cà phê, một ly cà phê đang được uống bởi ai? Đây là hỏi thông tin về người thực hiện hành động. Cho nên chúng ta sẽ có cái từ để hỏi là by whom. Bây giờ thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn làm một số câu, ha, làm một số câu, một số câu thôi. À, để cho các bạn dễ hình dung mình tầm làm từng 5 câu thôi còn lại 10 câu thì các bạn về coi lại trong sách và làm cho mình rồi bây giờ chúng ta sẽ phân tích trong câu 1 chúng ta sẽ có cái chủ từ là some students ha chủ từ của câu chủ động và chúng ta thấy are planting đây là dạng của hiện tại đơn hiện tại đơn Uh, sorry, hiện tại tiếp diễn chứ. Hiện tại tiếp diễn. Xin lỗi các bạn. Một số bạn học sinh đang trồng. Đang trồng những cái gì? Trees, những cái cây. In the school garden. Đây là chỉ cái nơi chốn Như vậy thì mình nói ngược lại. Để dạng bị động, mình sẽ nói ngược lại. Mình sẽ nói là các cái cây. À, mình bỏ cái phía trước. Chủ từ bị động nè. Tree. À, ở đây là xong. Đang được trồng. Thì cũng theo quy tắc mình thêm am, y e hoặc a. Do cái tree này là số nhiều cho nên các bạn dùng a à, và yếu tố mặc định là being. Và động từ chính của chúng ta đây đang trồng. Như vậy thì chúng ta sẽ chuyển cái động từ này thành động từ V3 hoặc ID. planted. À, chúng ta sẽ hiểu là cây những cái cây đang được trồng à, in the school garden. À, các bạn có thể thêm vô là by some student. Đó. Rồi cũng tương tự như vậy, chúng ta sẽ chuyển câu 2. Chúng ta thấy chủ từ đây are collecting là động từ nè, chủ từ nè. Đang thu gom, thu gom cái gì? Garbage, garbage. Đang thu gom rác. Ở đây là cái đối tượng In front of the school gate Đây là nơi trốn nè Là ở phía trước cổng trường Như vậy chúng ta sẽ chuyển lại Là chúng ta sẽ nói là à, Đây cái đối tượng được thực hiện nè Garbage tức là rác Đang được garbage Đang được thu gom Và chúng ta thấy garbage là danh từ không kiếm được Cho nên mình sẽ dùng động từ to be số so ít là is Is being Đang được Và chúng ta có thấy nè ở đây là đang thu gom. Vậy động từ chính của chúng ta là động từ thu gom. Và chúng ta chuyển cái động từ này thành dạng V3 hoặc ID. Cho nên động từ này chúng ta thêm ID. Vậy là garbage is being collected. Gác đang được thu gom. In front of the screen gate. Do cái đây là không rõ ràng cho nên chúng ta bỏ luôn. Chúng ta không dùng by them nữa. ha Rồi chúng ta sang câu số 3 đây sang câu 3. Chủ từ trong câu này là people. À, are preparing Đóng từ the old road. Người ta đang sửa chữa cái con đường cũ. Như vậy chúng ta sẽ nói ngược lại là cái con đường cũ đang được sửa chữa. Vậy mình sẽ nói là the old road Yeah, thì đào xong cái phần này đang được sửa chữa ở đây chúng ta thấy cái con đường này chỉ có một thôi không có thêm ít này thì chúng ta sẽ dùng động từ to be đang được là is being và ở đây chúng ta thấy có động từ này động từ chính là cái động từ theo sau động từ to be này repair thì chúng ta sẽ thêm ed cho nó every the old road is being repair by people thì nó chung chung quá chúng ta dừng lại ở đây thôi thì chúng ta hiểu là cái con đường cũ đó đang được sửa chữa. À, thì mình ở đây mình làm cho các bạn ba câu thôi. chúng ta sẽ chuyển sang chuyển câu bị động phủ định không đang được thực hiện. À, ví dụ như trong cái câu à, ví dụ sau đây các bạn thấy này, chủ từ là đây này và chúng ta thấy đây not washing đây là cái cụm động từ có xuất hiện từ not để diễn tả cái ý phủ định là họ không có đang giặt đồ. Cái đối tượng của chúng ta ở đây là đồ đạc để chủ từ động từ ở dạng phủ định và ở đây là đồ đạc. Như vậy chúng ta sẽ nói ngược lại là đồ đạc không đang được giặt. Thì chúng ta vẫn thêm nó ở sau động từ to be và ở đây do quần áo là số nhiều cho nên các bạn sử dụng động từ to be are và thành lập dạng bị động như thế này. Ở đây là dạng viết tắt của aren't, vậy thôi. À, mình cũng sẽ làm, thầy cũng sẽ làm cho các bạn 3 câu, còn lại các bạn tự làm ha. Cũng giống như vậy, trước tiên chúng ta phải xác định các thành phần trong câu để chúng ta có thể dễ chuyển đổi. Vậy câu số 1 là đây they on play paying attention to the lesson. Do cái động từ nguyên cái cụm này là không thể tách rời được. Cho nên chúng ta sẽ lấy luôn cái chỗ này thành một cái cụm động từ. Những bạn học sinh họ không có đang chú ý tới bài học. Như vậy chúng ta sẽ nói ngược lại là bài học không được đang được chú ý. Vậy chúng ta sẽ nói là the lesson. The lesson không đang được. Ở đây chúng ta thấy cái cái lesson này là số ít. Cho nên các bạn dùng is. Và phủ định thì các bạn dùng là isn't và không đang được thì các bạn thêm cái yếu tố cố định đây là being và động từ trong câu này là động từ nào các bạn thấy nè theo sao động từ to be thường là động từ chính mà động từ pay chúng ta nhớ là v2 của nó là page và b3 của nó là page yeah. cho nên chúng ta lấy ở cột 3 này thì là isn't being paid attention to Tức là bài học không đang được chú ý tới à, Bởi họ Các bạn cũng có thể ghi là by them Nhưng mà thực ra chỗ này nó không rõ thì thôi Mình đừng dùng nữa Câu 2 Chúng ta có làm vậy They là chủ từ Are not painting Không có đang sơn Sơn cái gì? Sơn cái đối tượng là the house, ngôi nhà At the moment Ngay lúc này At the moment là chỉ thời gian À, chúng ta có bốn yếu tố trong cái câu này vậy thì khi chúng ta nói ngược lại chúng ta nói dạng bị động chúng ta sẽ nói là cái ngôi nhà này không có đang được sơn ngay bây giờ thì chúng ta sẽ nói là the house à, chúng ta bắt dù, bắt đầu dùng am y hoặc a do ngôi nhà số ít cho nên các bạn dùng is và ở đây là phủ định cho nên các bạn dùng là isn't và cái yếu tố bắt buộc là be in và động từ chính của chúng ta đây là paint isn't being paint và thêm đi là painted và chúng ta giải quyết xong cái cụm động từ rồi thì chúng ta ghi lại cái cụm thời gian thôi at the moment đúng nè rồi chúng ta sang câu 3 à, chúng ta cũng xác định như vậy he là chủ từ nè isn't reading là động từ nè his favorite book là cái đối tượng nè anh ta không có đang đọc cái cuốn sách yêu thích của ảnh nào ngay bây giờ ở đây là chỉ thời gian. Như vậy thì mình sẽ nói ngược lại. Cuốn sách yêu quý nhất của ảnh, His Favorite Book. Favorite Book. Ta sẽ nói là không có đang được, thì mình nói là isn't being read. Cái động từ chính của chúng ta là read, reading, mà chuyển thành V3ED là V3 của nó là read. Cái động từ read, V1 đọc là read, V2 đọc là read, V3 đọc là red Cho nên chỗ này chúng ta đọc là Isn't being red Now Phần câu 4, câu 5, câu 6, câu 7 Thì mấy em về nhà Lấy cái tài liệu ra để mà mà học ha Mà làm ha Thì bài hôm nay chúng ta dừng lại ở đây Hy vọng rằng các em sẽ nắm lại được Cái dạng bị động của hiện tại tiếp diễn Của cái trong cái chương trình bài 10 này À, chúc các em học thật tốt và hẹn gặp lại ở video lần sau